Giới chức bang Michigan của Mỹ cho biết là một bé gái đã thoát khỏi âm mưu bắt cóc nhờ anh trai dũng cảm, người đã dùng súng cao su để tấn công những kẻ tội phạm. Cảnh sát cho biết là bé gái 8 tuổi đang chơi ở sân sau nhà mình thì một đối tượng từ trong rừng đi ra, túm lấy và bịt miệng cô bé. Anh trai của bé gái này mới có 14 tuổi đã dùng súng cao su bắn vào đầu và ngực kẻ định bắt cóc em gái mình. Kẻ tấn công sau đó được xác định là một thiếu niên 17 tuổi và đã bị bắt tại quận Apenna. Cậu bé thực sự đã cứu mạng em gái khỏi một điều tồi tệ có thể xảy ra. Bạn biết đấy, đối với một đứa trẻ 14 tuổi, để nhận thức và hành động nhanh chóng là điều phi thường. Cậu bé rất đáng được khen ngợi. Những gì cậu bé làm cũng giúp chúng tôi xác định được nghi phạm là ai dựa trên những vết thương do bị bắn bằng súng cao su.